Thưa quý vị, câu chuyện Rạng Đông cho đến thời điểm này vẫn chưa hết sức nóng của nó. Vụ cháy công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông vừa qua đã làm dấy lên câu hỏi. Vì sao sau bao nhiêu năm qua Hà Nội vẫn chưa di rời được các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô? Và sau vụ cháy Rạng Đông thì thành phố Hà Nội khẳng định rằng việc di rời là hết sức cấp bách. Thế nhưng cần nhìn nhận lại hiệu quả của công tác này, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chây ý không chịu di rời. Nhiều doanh nghiệp lại đứng ngồi không yên vì chờ mãi vẫn chưa thể di rời. Hà Nội đang loay hoay ra sao? Và các doanh nghiệp khốn đốn như thế nào khi chưa được di rời? Phản ánh của phóng viên VTC. Ngày 28 tháng 8, kho xưởng của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông bùng cháy dữ dội. Cuộc hoành hành của bà hỏa kéo dài 5 giờ đồng hồ đã gây ra sự cố môi trường do phát tán thủy ngân. Không có đám cháy, có lẽ người ta vẫn chưa giật mình bởi sự tồn tại của một cơ sở sản xuất chứa hóa chất độc hại, song lại tồn tại nhiều năm ngay giữa khu dân cư. Nhà nước thì có quy định rồi nhưng mà nhà máy chưa tổ chức di chuyển, chắc là đang cố tình đang ở lại đất vàng, cho nên cố giữ. Cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm không thể tồn tại trong nội đô. Điều này đã được thể hiện rõ trong chủ trương của chính phủ thông qua nhiều quyết định. Theo chỉ đạo của chính phủ, thành phố Hà Nội đã lập danh mục 116 cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm phải được di rời ra khỏi nội đô. Lộ trình di rời dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Mặc dù kế hoạch di rời đã xác định rõ nơi đi, nơi đến, thậm chí thành phố Hà Nội đã có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện để thúc đẩy việc di rời các cơ sở công nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác di rời còn chậm và chưa hiệu quả, trong đó có những doanh nghiệp gặp khó trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, nhưng cũng có cả tâm lý ôm đất vàng trong nội đô. Muốn di rời một cái cơ sở sản xuất không phải là chúng ta nói là chúng ta di được ngay, tại vì nó còn phụ thuộc vào công ăn việc làm của những người lao động ở đấy. Khi chúng ta di rời thì chúng ta phải xây được cơ sở bên ngoài đầy đủ để đáp ứng được cái hoạt động sản xuất ở bên ngoài. Lúc đấy rồi chúng ta mới có lấy được cái đất này thì chúng ta mới lấy được. Thì điều đấy là điều mà chúng tôi thấy rằng là tất nhiên Hà Nội đang làm, đã di rồi, thống kê rồi, báo cáo rồi, và một số đã chuyển rồi. Và cái đấy được thay vào đấy là trường học, nhà trẻ. Trong những nguyên nhân của việc chậm di rời, phải kể đến sự thiếu quyết liệt của chính quyền Hà Nội. Và dường như để chữa cháy, nên ngay sau vụ hỏa hoạn tại Rạng Đông, Chủ tịch thành phố đã lên quyết tâm. Thành phố cần phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các cái cơ sở sản xuất và những cái nơi lưu trữ, những cái nơi kho mà của không riêng gì nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông. Thế còn các cơ sở khác sản xuất ở trên địa bàn thành phố liệu có sử dụng những cái hóa chất khác mà nó gây ảnh hưởng mức độ thế nào? Thì tới này chúng ta cần phải có một cái cuộc khảo sát, có một cái cuộc thống kê để trên cơ sở đó từng nơi cần phải kiểm tra. Thì cái trách nhiệm này thuộc Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường, là trách nhiệm quản lý nhà nước, chúng ta phải thành lập các cái đoàn kiểm tra này, chúng ta thống kê cái này. Lãnh đạo Hà Nội luôn khẳng định sẽ kiên quyết di rời nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội đô. Song trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nằm trong nội đô cũng mong sớm được di rời để an cư lạc nghiệp. Sự chậm trễ từ phía các cơ quan quản lý khiến dự án treo lơ lửng trên đầu doanh nghiệp. Cái cơ sở 460 này đang triển khai cái dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 giai đoạn 1. Tiếp theo đó thì thành phố đã có cái quyết định 945/2013. Trong đó thì duyệt cái quy hoạch toàn bộ cái đất của công ty tôi thì nằm trọn trong dự án. Bây giờ thì cứ trông chờ cái vấn đề di dời này thì không biết là năm tháng nào sẽ di dời. Tạm bỡ là tâm lý chung của cả doanh nghiệp có đất cho thuê và những người đi thuê đất. Trong khuôn viên của công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường, máy móc, thiết bị chiếm một diện tích cực kỳ khiêm tốn. Một phần trong số đó đã lâu không được sử dụng. Thay vào đó, phần lớn diện tích dành cho 20 xưởng in lớn nhỏ, hai cơ sở giặt là cùng hàng loạt kho bãi và kiosk kinh doanh. Ngày ngày, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra tấp nập. Nguy cơ cháy nổ treo lơ lửng trên mái nhà trong từng xưởng sản xuất.
Chưa kể, hoạt động của các cơ sở in ấn, giặt là đang ngày ngày gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Ở 460 Trần Quý Cáp là một trong những cái đơn vị mà có những cái biểu hiện về sử dụng đất sai mục đích và có những gây ô nhiễm môi trường nhiều, thì chúng tôi đã kiến nghị ngay với thành phố và thành phố đã giao cho Sở Tài nguyên Môi trường để tiến hành thanh tra. Thì căn cứ cái kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên Môi trường thì quận sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường để tổ chức di chuyển ngay cái đơn vị này trước. Sử dụng đất sai mục đích là hệ quả của việc nằm trong dự án treo. Bởi lẽ, theo doanh nghiệp, họ đã chủ động vay vốn để đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất tại cụm công nghiệp Hà Bình Phương ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Một phần máy móc đã cũ kỹ, không thể di chuyển, vẫn nằm lại tại cơ sở cũ này. Nhiều năm không thể di rời, không thể chủ động các kế hoạch kinh doanh, trong khi doanh nghiệp vẫn phải chi trả tiền thuê đất cho nhà nước. Mong muốn cao nhất của công ty chúng tôi là muốn được an cư lạc nghiệp. Tức là muốn làm sao mà cái phương án, cái giải phóng mặt bằng ở đây được triển khai sớm để chúng tôi có kinh phí đền bù và chuyển ra bên ngoài được sớm ngày nào hai ngày ấy. Và khi ấy thì chúng tôi xây dựng một cái cơ sở sản xuất ổn định, lâu dài, căn bản. Hiện nay, diện tích cây xanh của Hà Nội mới đạt 0,9m2 trên một người. Trong khi đó, theo quy hoạch thì phải đạt 3,9m2 cây xanh trên một người. Nhiều chỉ tiêu về bãi đỗ xe, về dịch vụ công cộng cũng còn rất thiếu. Chưa kể nhiều địa bàn vẫn còn thiếu trường học, điểm chăm sóc sức khỏe, y tế. Song, từ chủ trương đến thực tiễn là một khoảng cách rất dài, đòi hỏi cả trách nhiệm của doanh nghiệp và sự quyết liệt của chính quyền thành phố.